Xin chào các bạn đang đến với game show MC Bất Đắc Dĩ. Game show do công ty Red Eye Media thực hiện với sự đồng hành của công ty cổ phần nông sản Lang Bian. Thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ là dịp để cho các cán bộ công nhân viên công ty của mình thể hiện sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp và khả năng xử lý tình huống bất ngờ nơi công sở. Qua đó giúp nhân viên của chúng ta tự tin, mạnh dạn trước đám đông, khả năng xử lý, tư duy sáng tạo trong công việc và tràn đầy năng lượng để thể hiện tình yêu trong công việc. Và ai sẽ là MC Bất Đắc Dĩ trong tuần này? Chúng ta sẽ cùng đón xem nha. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. What the hell? Trong vòng tuần trước thì mình đã trở thành một MC Bất Đắc Dĩ. Hôm nay mình sẽ có đặc quyền trao lại MC cho một người trong nhóm chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi và kiếm một MC khác. Xin chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Hôm nay mình có đặc quyền trao cho bạn một cái MC đặc quyền MC Bất Đắc Dĩ trong chương trình. Và chúc bạn dẫn chương trình thật tốt và thành công. Trời ơi, bất ngờ quá trời man. Hồi hộp quá. Cảm ơn chương trình. Thank you. Ok. Mình mong mình sẽ làm tốt cái vai trò MC Bất Đắc Dĩ này. Mà bạn đeo không? Đeo. Để đâu được? Xin cao. Ok. Có vẻ mọi thứ quá mới so với mình. Trò này có vẻ là dễ nhưng mà nó rất khó đối với tôi. Rồi giờ làm gì đây ta? Wow. Giờ làm gì đây man? Ok. Mình đã được sang nhượng làm MC của chương trình game show MC Bất Đắc Dĩ. Yeah. Mình rất là háo hức và cảm thấy có một chút gì đó rung và cũng hơi lo sợ là mình sẽ không làm được cái vai trò này, tại vì một cái vai trò mà MC mình chưa bao giờ mình làm và mình lần đầu tiên và mình trong đời mình thử chơi một cái trò chơi mà cảm thấy là mình được thử sức với những thứ mà mới mẻ như vậy. Vâng, mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm tròn cái vai trò MC Bất Đắc Dĩ này của chương trình. Cảm ơn. Ok, và tiếp theo mình xin đọc một chút về chương trình này nha. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo Mắt Đỏ đồng tài trợ và game show MC Bất Đắc Dĩ của chúng ta sẽ có những cái trò chơi được đưa ra và sẽ chọn 4 người chơi ngẫu nhiên và 4 người chơi của chúng ta sẽ bắt đội với nhau, là chia ra 2 đội, mỗi đội 2 người. Và vâng, sau đây mình sẽ đọc thể lệ trò chơi của chúng ta hôm nay. MC hãy đọc kỹ và làm theo đúng các bước được viết trong tờ giấy này. Lưu ý MC phải dẫn chương trình làm sao cho thật hài hước. Chương trình này có thành công hay không là ở MC. Chúc bạn may mắn. Nghe cái từ may mắn là nó hơi cấn à. Không biết là có may mắn hay không. Một, bạn hãy chọn 4 người bất kỳ và thuyết phục họ tham gia chương trình này. Ok, giờ mình sẽ đi chọn 4 người ngẫu nhiên nha các bạn. Vâng, các bạn đi theo mình nào. Đầu tiên mình sẽ vô phòng tổng vụ nha. Hello. Hello. Chúng ta sẽ gọi ai đây? Sao mà gọi gấu được? Đúng rồi. Hai người chơi cái này là anh Gian rồi này. Mình nghĩ là ở đây mình sẽ đi lên trên kia kiếm thêm. Ok. Vâng, chúng ta lên lầu. Trên này của chúng ta có rất là nhiều người để chọn. Chọn ai đây ta? Oh yeah. Xin chào các bạn đến với game show MC Bất Đắc Dĩ. Sau đây mình sẽ chọn ngẫu nhiên 4 người.
Ôi trời ơi đẹp rồi. Vâng, chị có make up cỡ nào, xíu nữa mình chơi trò chơi kia cái make up của chị còn bay đi hết à. Hôm nay mình sẽ chơi bất kỳ lúc nào cũng được hết. Và ok, em thấy chị Thảo có vẻ là sung sức nè, với lại sức chị dư. Ok vậy thì mình đã chọn được người chơi của chúng ta, đây chị Thảo của chúng ta. Dạ, chị rất đẹp gái và đang sung sức đó các bạn. Mình nghĩ là đây là một người mà có thể sẽ đạt giải cao nhất của trò chơi của chúng ta hôm nay. Wow. Ok. Nhưng mà bạn phải giải thích cho mình cái trò chơi của mình. Ok, xíu nữa mình sẽ giải thích cho bạn cặn kẽ rõ ràng những cái độ cái cuộc chơi, luật chơi của chúng ta xíu nữa. Ok bạn. Ok yeah. Bạn. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi, không có gì đâu. Cảm ơn bạn nhiều. Không có gì đâu, mời ly nước là được rồi. Mày mời tao ly nước. Ok. Cảm ơn hai bạn. Bye bye. Xin chào. Vâng, và tiếp theo mình sẽ chọn còn 3 người nữa các bạn. Ôi. Phòng ở đây mọi người rất là im ắng các bạn ơi. Mình không biết mình có làm phiền họ không. Có. Như thôi, có vẻ là mình cảm thấy hơi lo sợ. Là mình đã có một bạn nữ rồi nha. Giờ mình chọn một bạn nam đi. Ok nào, ai đây? À, mình thấy bạn này ở trong góc vẻ hơi buồn này các bạn ơi. Vâng, hello. Mình nghĩ là mình sẽ chọn bạn. Cho hỏi bạn tên gì ạ? Mình tên Đạt nha. Bạn ấy tên là Đạt. Vâng. Những người chàng trai tên là Đạt thường rất là mạnh mẽ và họ có một tâm hồn của một người phụ nữ các bạn ạ. Tại giờ nó tham gia được. Sao giờ sao? chương trình giải quyết dùng cái vấn đề này. Tại giờ không tham gia được thiệt luôn á. Cái này chắc mình nghĩ là thôi, mình sẽ hiểu công việc của bạn ấy rất là quan trọng. Vậy thì mình sẽ chọn một người khác, bạn khác nha. Sao men? Tham gia đi men. Lâm. Để mình tham gia. Ok, yo. Mình đã kiếm được một bạn tên là Lâm, bạn ấy cũng có tâm hồn của một người phụ nữ. Yeah. Rất là đẹp trai nha các bạn. Rất là dễ thương, đẹp trai. Vâng, đây là người thứ hai và chúng ta sẽ kiếm một chọn một bạn nữa. Là còn một bạn nam và một bạn nữ nữa. Giờ chọn ai đây ta? Hay là chọn chị Kiều ta? Chị ơi, em chọn chị. Chị đừng có giảm lương của em nha. Wow, chị ấy đây. Ok. Đây game show MC Bất Dị, em là đang làm một MC Bất Dị và em sẽ chọn một bạn chơi. Là em nhắm thấy chị ở đây và có vẻ chị hơi buồn. Bây giờ chị hãy tham gia cái chương trình này, em nghĩ xí nữa chị sẽ rất là vui hết cái nỗi buồn. Okay. Đây là người thứ ba của chúng ta, tên là chị hãy giới thiệu về mình ạ. Chị tên Thúy Kiều. Ok, chị Thúy Kiều, vỗ tay cho chị Thúy Kiều nè. Ok. Rồi. Được rồi. Mình để mình lấy lại cái can đảm và suy nghĩ lại, hãm lại sự sung sướng nữa. Mình làm cái MC thì có vẻ mình thấy hơi bối rối. Ok, và bây giờ là mình sẽ kiếm một bạn nam, là bạn thứ tư, bạn cuối cùng. Ok, chắc là mình sẽ xuống phòng sản xuất. Ok. Ok, mình đã chọn được người thứ tư. Bạn ấy đang làm việc trên máy tính của mình và có vẻ bạn ấy cũng đang buồn á các bạn ơi. Mình nghĩ là trò chơi này sẽ giúp bạn ấy lấy lại tâm trạng vui vẻ. Vâng, bạn có thể giới thiệu một chút về tên của mình được không ạ? Mình là Vũ Chí Công, mình là chuyên viên in ấn của phòng in. Vâng, bạn ấy tên là Công, bạn Công. Và bạn có đồng ý tham gia game show MC Bất Cứ Dị của mình không? Tôi cũng muốn thử một lần cho biết. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn đã được nhận, bạn đã được chọn. Bạn hãy về với đội của tôi, tôi sẽ làm cho bạn tỏa khói. Ok bạn. Ok, và người chơi thứ tư đã xuất hiện. Và chúng ta đã có 4 người chơi. Vâng, tiếp theo mình sẽ đọc và phổ biến luật chơi nha các bạn nha. Các bạn chờ một phút nha. Vâng, các bạn chào mừng 4 người chơi của chúng ta. Rồi, chúng ta đã có 4 người chơi, 2 bạn nữ và 2 bạn nam.
Vâng, mọi người rất là đang háo hức để tham gia cuộc chơi game show MC Bất Đắc Dĩ của chúng ta hôm nay. Và mình sẽ phổ biến luật chơi của chúng ta hôm nay như thế này nha. Ok, tên trò chơi là cười ra nước. Yeah, cười ra nước nha các bạn. Nó sẽ yeah. Nước, em nghe cái từ nước thôi mà em cũng đạo rực rồi đúng không? Em thấy nó nghe nó hơi nguy hiểm đó. Yeah, không biết nước gì. Những cái thứ mà mình không biết thường thường nó rất là nguy hiểm. Ok. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ yêu cầu họ bắt cặp với nhau, làm hai đội và thay đồng phục nha các bạn. Mình nghĩ cho có sự gì đó nó công bằng thì mình sẽ ảnh tu tì sấp ngửa, khi hai người cùng sấp sẽ làm một đội và ngược lại. Ok các bạn nha. Rồi bây giờ bốn người chơi của chúng ta hãy ảnh tu tì. Hả? Hai nam cùng sấp là một đội đúng không? Đúng rồi, nếu mà sấp như này, hai người sấp như này là một đội. Không, mình sẽ lại cái này, là nếu mà hai nam đều sấp mình sẽ lại, tại vì phải một đội để có một nam một nữ. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Rồi mình đếm 1 tới 3 các bạn cùng ảnh tôi tiền nha. 1, 2, 3. Ok, phát 1 được luôn các bạn. Chọn trai đẹp. Đội này đẹp, đội này đẹp, đội này cũng đẹp. Mà vâng, chúng ta đã chọn được hai đội chơi của chúng ta hôm nay. Hai cặp rất là đẹp đôi. Yeah. Và bây giờ hai đội sẽ chọn bộ đồ đội của mình, là có đây các bạn, là một bộ hát, một bộ màu đen và một bộ màu đỏ. Bây giờ hai đội của chúng ta hãy lại đây và chúng ta chọn áo cho đội mình nhé. Rồi xin mời hai đội. Đội màu gì nè? Bây giờ bên này mặc đen nhiều quá thì mặc đỏ đi. Ok, rồi áo đỏ sẽ là của đội chị Kiều và anh Đạt. Xí nữa mình sẽ đội đỏ. Ok, đội đỏ. Và đây chắc là đội đen rồi. Đen yeah, xin mời đội đen. Và không, mà chúng ta sẽ có khẩu hiệu riêng của mỗi đội nha. Rồi bây giờ hai đội hãy suy nghĩ khẩu hiệu riêng của mỗi đội mình nè. Cho các bạn một phút suy nghĩ nha. Đỏ thôi. Đen thôi, đỏ quên đi. Đây đó. Rồi, rồi vậy là hai đội của chúng ta đã nghĩ ra được cái khẩu hiệu. Mình nghĩ cái khẩu hiệu chắc chắn hai đội suy nghĩ sẽ rất là hay và nó rất là có ý nghĩa. Bây giờ mình sẽ đợi hỏi trước đội màu đen. Xin hỏi đội đen của chúng ta là khẩu hiệu chúng ta là gì ạ? Đen thì bí nhưng không xấu xí. Wow, vừa có vần. Mình nghĩ đội này mà làm rapper là rất là hay nè. rất nghe rất là hay. Đen huyền bí nhưng không xấu xí. Yeah, rất là hay các bạn. Và bây giờ là mình hỏi tiếp theo, khẩu hiệu của đội đỏ là gì ạ? Đội đỏ thắng lớn, thắng bự. Thắng lớn còn thắng bự luôn. Wow. Họ đội đỏ thắng lớn, thắng bự. Họ có một khát khao rất là cháy bỏng. Thắng lớn, thắng bự. Thắng lớn rồi còn thắng bự nữa. Wow, rất là hay các bạn. Vâng, thắng lớn thắng bự. Cảm ơn hai đội của chúng ta. Và sau đây mình xin mời hai đội chúng ta vào trong kia để mà thay đồng phục ạ. Vâng, xin mời. Ok, và hai đội chơi của chúng ta hôm nay đã thay đồng phục xong. Và tiếp theo mình sẽ phổ biến cho hai đội của chúng ta biết về luật chơi của chúng ta sau đây. Dưới đây nha, là tên trò chơi của chúng ta là cười ra nước. Thường thường là người ta nói là cười ra nước mắt, nhưng mà cái này là cười ra nước này á hả, xí nữa các bạn chơi các bạn sẽ biết nó như thế nào. Luật chơi của chúng ta như sau. Phần chơi sẽ chia ra làm 3 trận. Trận 1 từng người một của đội A. Các bạn lắng nghe nhé. Từng người một của đội A sẽ ngồi vào ghế ngậm nước đầy mồm, và hai bạn đội B sẽ có một phút để làm sao cho bạn kia cười phì ra nước rồi đổi lại cho đội B. Đội nào còn có số người không cười nhiều nhất sẽ thắng. Các bạn nhớ nha, mình sẽ hãm lấy cái sự vui vẻ, sự hài hước của mình. Đừng có cười, mà cười á là mình sẽ thua. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, thì nếu mà tại vì mình đội mình có hai người mà thôi, không nói tới đó đâu, nó dài quá.
Trận 2, một người đội A sẽ ngồi đối diện với đồng đội của mình và cả hai đều ngậm nước đầy miệng. Đội B sẽ có một phút làm trò để đội A phải phi cười, rồi đổi ngược lại cho hai đội đấu với nhau 3 lần. Đội nào ít phì hơn sẽ thắng. Ok các bạn. Phì cười hả? Phì cười. Phì cười là khi mà mình cười thì đương nhiên cái miệng mình sẽ há ra và nước sẽ đổ ra, hoặc là nhiều khi nó phun thẳng vào mặt đối phương vậy đó. Yeah. Ok, đó là trận 2 và tiếp theo là trận 3. Các bạn cùng lắng nghe nè. Hai bạn đội A sẽ ngồi đối diện với hai bạn đội B. Miệng mọi người đều ngậm đầy nước. Các bạn sẽ có một phút để tiến hành cho hai đội đấu với nhau 3 lần. Các bạn hãy làm sao cho đội bạn phì cười trước thì đội bạn là người chiến thắng. Đội bạn là đội của mình á, làm cho đội đối phương cười á là mình sẽ chiến thắng. Các bạn nhớ rõ chưa ạ? Yeah. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc chơi nha các bạn nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, đội đen, chúng ta hãy nói khẩu hiệu của chúng ta nào. Đen quyền bí, nhưng không xấu xí. Oh, rất là hay. Và đội đỏ của chúng ta, khẩu hiệu của chúng ta là gì? Đỏ, thắng lớn. 1, 2, 3. Đỏ, thắng lớn, thắng to bự. Yeah, vâng. Và chúng ta bắt đầu trò chơi của chúng ta hôm nay. Cười ra nước, ok. Vâng, bây giờ mình sẽ phổ biến. Các bạn bắt... bây giờ bắt đầu mình sẽ chơi trận 1 nhé các bạn nha. Từng người của đội A sẽ ngồi vào ghế. Đây, ghế của chúng ta đây. Chúng ta có cái ghế đây. Và mình sẽ ngậm hai chai nước ở bên kia. Nhớ là phải đầy miệng nha các bạn nha. Ai mà ngậm nữa là mình sẽ không công nhận cái đội đó. Nếu mà có thắng á thì mình sẽ không chơi lại và mình sẽ bị trừ điểm. Ok. Giờ thấy vậy là mắc cười đó là thắng. Vâng, mình sẽ mời đội A. Đội A là đội A. Đội A. Đội A chúng ta sẽ là đội đỏ đi. Ok. Đội đỏ sẽ vào chơi trước từng người nha. Bây giờ hai bạn sẽ chọn ra ai sẽ là người thi trước ạ. Ok, bạn Lâm của chúng ta sẽ là người thi trước, một người rất là đàn ông, một người bản lĩnh. Dạ, Lâm sẽ ngồi đó đúng không? Đúng rồi. Hai bạn này sẽ làm trò. Ok, đúng rồi. Hai bạn đội B sẽ có một phút nha các bạn, mình sẽ bấm giờ. Đúng một phút, hết một phút mà không cười á thì các bạn được một điểm. Từng người. Ok. Ok, rồi Lâm. Đây. Nước của chúng ta này. Còn đây là khăn để mà khi mà mình chơi trò chơi mà ướt, bị ướt á, mình sẽ lấy khăn này mình lau. Ok bạn, rồi xin mời bạn. Đầy miệng đúng không? Đúng rồi. Đừng có uống nha các bạn ơi, nước mình có hạn. Nước sạch đó, nước sạch đó. Mới tháo ra luôn á, mới khui luôn các bạn. Yeah, các bạn nhìn này. Đó, đầy miệng các bạn ơi. Rồi. Vâng, xin mời bạn vào chỗ ạ. Nhiều khi cũng an gian là nuốt bớt xuống cái phòng hai cái mang vậy nè. Đó là an không, gian hồi nãy mình để ý rồi, bạn ấy ngậm đúng. Vâng, xin mời bạn. Còn khi nào mà các bạn cảm thấy mình không chịu nổi thì đây. Mình có cái thùng để mà mình phì cười ra đây. Mình nhổ nước ra đây, ok bạn. Rồi, tiếp theo xin mời đội B, hai đội B của chúng ta. Vâng, vào chỗ ạ. Chỗ, hai đứa luôn hả? Hai bạn luôn. Như vậy thì trong một phút mình mới đủ sức để mà gây cười cho bạn đội A được. Ok các bạn. Vô công. Chưa mà. Khởi động nào, khởi động. Chưa. Ủa chưa hả? Chưa vô. Chưa vô. Khi nào mà em bấm giờ. Khi nào mà em bấm giờ và em kêu mọi người bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chơi. Rồi các bạn chuẩn bị tâm lý và suy nghĩ những cái trò gì đó có thể gây cho bạn Lâm của chúng ta có thể cười phục ra nước nha các bạn. Phun ra, bạn mà cười á, mình nghĩ bạn sẽ thua nhưng mà các bạn vẫn còn có một cái cơ hội à. Vậy đó mới vui chứ đúng không Lâm? Nhưng mà mình nghĩ là bạn ấy sẽ cố gắng không phun vào hai đồ chơi của chúng ta đâu. Ok. Vâng. Sờ vào hiện vật không? Không được. Nếu mà sờ vào hiện vật, bạn cùi lét cái trời, người ta thua chắc rồi. Đúng rồi, không được đụng. Đây, khoảng cách của chúng ta không được được đụng bạn ấy. Yeah. Ok. Rồi mình sẽ đếm 1 2 3 và mình sẽ bấm giờ, các bạn sẽ thực hiện cái trò chơi của mình nha. Ok.
Ok, chuẩn bị tâm lý nè các bạn. Các bạn khởi động chưa? Các bạn khởi động chưa? Ok, Lâm. Lâm là phải nhìn vào hai bạn nhé, không được nhắm mắt nha. Phải nhìn, bây giờ đúng rồi. Không nhìn là không cười đâu á. Không được nhắm mắt nha. Nó cười bây giờ, nó cười là tao không có diễn nữa. Ok, ok. Ok, 1, 2, 3. Yeah. Vâng, vâng. Bạn Công, bạn đang làm gì? Cái này là không cười chắc rồi đó. Nó ấy quá rồi. Nào, cố lên nào, cố lên nào. Bạn Công ơi, cố lên, cố lên. Trời ơi, bung lụa rồi. Đội đen của chúng ta đã bung lụa rồi các bạn. Trời ơi, rất luôn kẹp tóc các bạn ơi. Và bạn Lâm vẫn giữ thần thái. Bạn ấy chỉ mỉm mỉm cười thôi mà không có cười ra nước. Cái này là rất là cứng nha các bạn. Một thanh niên cứng. Hai bạn làm trò. Đúng rồi, hai bạn làm trò đi. Đó, đúng rồi. Còn 14 giây, 13 giây. Trời ơi, nhanh lên các bạn ơi. Cái này lỗi hả? Wow, trẻ rất là lăng xả. Vâng. Hết giờ. Vâng. Quá rồi. Anh ấy vẫn không cười. Vâng, một điểm cho đội đó các bạn ơi. Vâng. Xin mời bạn vô đây. Rồi bạn nhổ nước đi và mình về chỗ của mình ạ. Uống luôn cũng được các bạn. Ok. Một điểm rồi đó, một rồi. Bây giờ tiếp theo sẽ là bạn mình nghĩ như này nó sẽ hay hơn. Sao? Mình sẽ chéo qua đi. Giờ là đội đen ngồi và đội đỏ chọc cười. Rồi xíu này lại là đội đỏ ngồi, đội đen chọc cười. Nó sẽ hay hơn. Ok. Bây giờ hai bạn chọn ra ai sẽ là người ngồi đây ngậm nước nè. Rồi bạn Công sẽ là người ngậm nước của chúng ta. Vâng, xin mời bạn. Vâng các bạn, sau đồ chơi màu đỏ nãy mình đã rút ra một cái kinh nghiệm, một kinh nghiệm đấu trường, đúng rồi, đấu trường. Đây, mình đã đong vào ly để mà khi mà mỗi đội uống đều như nhau. Đây các bạn. Này nhiều quá à. Mình sẽ thử nha các bạn nha. Mình nghĩ mình sẽ thử. Ok. Đây. Quá. Nước sạch quá. Nói giờ khác lắm quá đúng không? Bây giờ nói khô miệng ấy. May quá được uống. Ok, giờ là mình sẽ đông lại. Hồi nãy là mình uống là mình vừa miệng luôn các bạn ơi. Ok. Vừa như vậy thì nó mới Ok. Rồi, xin mời bạn Công. Rồi. Nhiều quá đúng không hả? Ok, giờ thì cỡ nãy mình rót hơi nhiều. Vâng, bây giờ xin mời bạn Công về đứng vào ghế của chúng ta để thực hiện trò chơi nào. Xin mời bạn. Ok. Rồi, đội đỏ hội ý xong chưa? Ok, xin mời đội đỏ vào chỗ của mình. Rồi, các bạn có thể lại gần ngay đây luôn này. Nhưng mà không được chạm vào hiện vật. Đúng rồi. Đúng rồi. Đứng xa xa một chút. Tại vì hồi nãy là chị không chịu đứng thôi. Em nói rồi, đây. Okay, chúng ta có thể đứng ngay đây. Đó. Rồi, rồi. Okay. Rồi. Ok. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cố lên Công. Rồi, 1, 2, 3. Bắt đầu. Công ơi. Chị đèo kìa, thấy không? Thấy. Thấy không? Thấy. Mấy chị đèo thưởng rất nhiều lắm á. Ừ. Một mình Công thay chịu luôn á. Wow. Cảm ơn chị đèo. Bỏ gài. Không. Không được. Không được chọt lé. Nhảy nhót hay là làm cái gì đó. Wow. Có vẻ bằng Công bạn có một cái tâm lý thép của một người đàn ông thực thụ. Chỉ còn 20 giây nữa thôi Công ơi. Ok. Cố lên nào. Cố lên nào. Trò này có vẻ rất là khó các bạn ạ. Bạn ấy còn nhây lại nữa các bạn ơi. Thật không thể đâu. Khó lắm. Cố gắng đi nào.
Chị có thể múa làm việc hết làm thời gian. Làm cho... Ôi hết thời gian rồi ơi. Hết thời gian rồi. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Bạn rất là cứng. Xin chúc mừng đội 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 đen nha. Bây giờ hiện tại là tỷ số của chúng ta là 1-0. Hồi nãy là đội đen là người vừa thực hiện rồi. Bây giờ là tiếp theo là người đội đỏ còn lại. Vâng. Đúng chị Kiều đúng không ạ? Ok. Vâng. Chị Kiều hãy cầm lấy ly nước và cho vào miệng mình một ngụm vừa đổ đầy miệng lên chị nha. Ok. Rồi. Vâng, xin mời chị vào chỗ. Ok các bạn. Vâng, và đợi đang chuẩn bị tâm lý chưa ạ? Chuẩn bị những cái trò cười, những cái động tác gây cười cho đội đỏ chưa ạ? Ok. Ok. Có luôn. Oh. Sử dụng điện thoại luôn, được hết các bạn. Mình có thể làm đủ trò, chỉ cần không đụng vào người chơi của đội khác là được rồi. Ok, bây giờ mình... Thấy là cười rồi đó. Ok, giờ mình không có... Đúng rồi, mất thời gian. 1, 2, 3, bắt đầu. Vô. Vô. Cười chém. Nhìn vào đội... cái bên. Ok. Cười đã. Em ơi, cái tăng độ lên cho nó cười. Nửa đứa bên đang vào đà rồi. Còn 34 phút, 34 giây. 32, 31. Cái này không được là gì kìa. Tiếp tục cái mẹ. 24, 23, 22. Sắp cười rồi kìa, sắp cười rồi kìa. Sắp cười rồi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Wow. Trời ơi, tiếng xe luôn á. Cho một người chơi gọi là lăng xả nhất. Ok, xong chưa? Rồi, chị ấy có vẻ là một người chơi khó nhằn đó. Chị ấy gồng rồi. Các bạn thấy không? Ok, xin mời hai đội, hai bạn chơi của đội đỏ đứng vào vạch ạ. Mình làm gì cũng được, mình đứng ra xa kia cũng được. Rồi, mình bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Chị Thảo ơi, ai kìa? Ai chị Thảo nhìn vào bạn chơi của mình nha. Chị nhìn vào bạn của mình nha. Nhảy ha. 1, 2, 1, 2. Chị phải nhìn vô bạn đội chơi. Lâm, tập lấy cái hỏi. Đâu? Hây, đứng lại, đứng lại. Nửa đi làm giải tiếp đi. Ủa là chị ai? Ủa là chị hát giờ là chị ai? 30 giây nữa thôi. 30 giây. 1. 1, 2, 3. Dạ, đúng chưa? Đi đều luôn. Thôi cho các em nha. 17 giây. Thả xuống. Đưa lên. Thả xuống. Đưa lên. Thôi lít đi. Vâng, cứ không cười các bạn ạ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Chúc mừng hai đội đều không có ai có điểm hết. Nói chung là đều. Vâng. Yeah. Chào đầu thôi. Và tiếp theo mình xin mời các hai đội mình cùng tham gia trò chơi thứ hai. Ở lượt 3 thì mình là MC bất đắc dĩ nên mình sẽ có quyền thay đổi cái trò chơi này một chút như thế này nha các bạn nha. Bây giờ các bạn đội đỏ sẽ không được ngồi ghế nữa, các bạn đứng lên nào. Đứng lên. 1, 2, 3, bắt đầu. Gần sát mặt. Sát mặt. Đó. Không đây. Sát mặt vô. Không nói gì. Nuốt là chết ra. Sát vô. Rồi.
hai người nhìn nhau. Còn thời gian, còn thời gian. Cái này mới vui nè. Phun đi ra không? Phun vô mặt luôn. Phun vô mặt luôn. 1 phút 14 giây. Tấn công lên. Tấn công lên. Tấn công lên. Thằng nào ra nước rồi mày? Có nào ra nước chưa? Giống hoa đông đông trường ngoại quá. Cố lên, bằng công có vẻ rất là muốn hôn bạn Lâm. Nhưng mà vô cái nữa đi em, vô. Tình yêu họ đã bị ngăn cản bởi một tình yêu đỏ đen, kiếp đỏ đen. Kiếp đỏ đen. Trời ơi, trời ơi, dễ thương quá các bạn ơi. Đây có thể là couple của trò chơi của chúng ta hôm nay. Chưa hết thời gian, chưa hết thời gian. Chưa hết. Công muốn bước rồi. Tiếp tục chưa hết thời gian 26 giây. Rồi khoảng đó rồi, một giọt khoảng. Có MC gì mà nãy giờ, quá à. Nãy giờ có phọt mà em không tính giờ lỡ rồi. Không tính luôn. Mình hôn lại nhau mới đi cưng. Ừ. Số lên đó. 8 giây, 7. Nó hết rồi. Cái vẻ ít nước quá à. Hết giờ. Ok. Mình không lại đó. Đâu trước mà. Chơi mày luôn mày. Không, chơi như vậy là không được rồi. Không vui. Chơi cô máu luôn. Các bạn mà chơi như vậy mình sẽ trừ điểm. Uống luôn nha. Uống luôn nha. Uống luôn nha. Không. Ủa, em không biết là cái tạo gì phun rồi chứ. Ok, vô đi chị. Vô đi chị. Chơi thôi. Để cô nước với mày luôn không? 1, 2, 3, bắt đầu. Kì. Nuốt rồi hả? Nuốt rồi hả? Tự phun vào mặt mình luôn. Ok. Chị vẫn còn được chơi nha, chị vẫn cho còn được chơi đó. Chị hiện đang rình rập chị kêu. Chị Thảo kêu. Trời ơi, chị kêu á, chị đấu hai chị. Một, đấu hai. Vâng, một đấu hai, không cho cũng què. Nó thành công như kìa. Oh, thua hết. Chỗ nào các bạn? Rồi, hai đội vào chỗ nào? Ok. Lại gần vô các bạn. Gần nữa chị Thảo, gần nữa. Rồi, trận này là trận quyết định của chúng ta. Trận này là trận quyết định, trận cuối cùng. Lượt cuối cùng của trận 3 và cũng là kết thúc trò chơi. Và mình sẽ tính điểm. Thôi, không nói nữa, xíu nữa mình nói. Ok, bắt đầu nha các bạn. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố gắng lên chị Thảo ơi, cố gắng lên chị Kiều ơi. Hai đội cố gắng nào. Cố gắng phục vào mặt đối phương nào. Một phút đã trôi qua. Cố gắng là còn một phút nữa. Đội đen đang thắng nha. Đội đen đang thắng nha. Đang dẫn trước nha. Cố gắng lên nào. Chúng ta còn 22 giây. Cố gắng lên nào. Còn luôn nhìn được. Rồi, cố gắng lên hai bạn, cố gắng lên. Cố gắng lên. 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bạn nước rồi. Ok. Wow. Trời ơi, cái trận quyết định này thật là gây cấn. Gây cấn quá. Wow.
Trận quyết định này có thể nói lên được một điều... Mưa trên phổ Huế. Nó có thể thay đổi số phận. Trận quyết định này có thể thay đổi số phận. Tao nghe là nó vui được chứ. Tao nghe là nó vui được chứ. Wow, một cái kết rất là bất ngờ. Ôi dạ bông luôn hả? Bông luôn luôn. Bông luôn. Ủa bông hả? Ờ. Thấy bông, thấy bông chạy mà không kịp nổi bông. Wow, cảm xúc của chị Thảo bây giờ như thế nào ạ? À, cảm xúc rất là vui, nhưng mà hơi rợn người cái vụ mà nó như mưa đó, nó dính từ lưa. Có một chút gì đó. Ước ước, ước ước. Wow. Tém tém này lại cưng. Dạ, ok. Vâng, thưa các bạn, đây là món quà của công ty trách nhiệm hữu hạn Mắt Đỏ dành trao tặng cho hai đội chơi của chúng ta hôm nay. Thì phần quà của chúng ta trị giá về tinh thần nhiều nhất, và trò chơi của chúng ta là mang lại cái niềm vui là cái quan trọng nhất ở đây. Vâng, phần quà thì chúng ta sẽ trao cho đội đỏ là phần quà với giải nhất là hai gói cà phê Len Beng. Ok, xin mời chúc mừng chị. Rồi, chúc mừng chị. Và hai gói cà phê Len Beng dành cho đội đen. Hai gói này thì nó nhỏ hơn, tại vì các bạn thua. Em ghét em không trao cũng được. Tại vì nó huyền bí nên nó huyền bí nên nó nhỏ. Nhỏ nó nhỏ như có vỏ. Cái gì nó nhỏ nó có vỏ. Ok. Ok, vâng, chương trình của chúng ta các bạn thấy như thế nào ạ? Có vui không ạ? Xin hỏi hai đội các bạn thấy có vui không ạ? Vui. Vui đúng không ạ? Dạ. Thua vẫn vui đúng không chị? Vui. Dạ. Yeah. Vâng. Thì phần cáo giải chúng ta đã xong. Và game show MC bất đắc dĩ của chúng ta tạm thời tập này sẽ kết thúc ở đây. Và mình cũng cảm ơn bốn người chơi, hai đội đen đỏ của chúng ta. Vâng, họ chơi rất là vui vẻ, náo nhiệt, sôi nổi. Vâng, cảm ơn bạn Công, cảm ơn chị Thảo đẹp gái, cảm ơn chị Kiều của chúng ta, và cảm ơn bạn Lâm đẹp trai của chúng ta. Vâng, các bạn đều có những cái phần quà của chúng ta rồi. Và mình xin chào tạm biệt các bạn, và mong một ngày nào đó sẽ gặp lại bốn bạn chơi một trò chơi gì đó nữa sẽ vui hơn nữa. Vâng, xin chào các bạn, xin cảm ơn. Ok, và mình cũng chúc các bạn một năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Vâng, và mình là MC bất đắc chỉ, và mình mong các bạn sẽ like, subscribe kênh của chúng mình, và các bạn sẽ bình chọn cho mình là MC bất đắc dĩ của năm. Vâng, mình mong là những cái trò chơi vừa rồi mình sẽ mang lại tiếng cười cho các bạn, và các bạn cảm thấy vui thì các bạn hãy like cho mình nhé, và like và subscribe cho kênh. Và nếu mà các bạn cảm thấy không vui thì các bạn có thể bình luận ở dưới. Vâng, mình vẫn rất vui khi được các bạn quan tâm tới trò chơi của chúng mình hôm nay. Vâng, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn. Ôi trời ơi. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa thấy những chàng cười rất là thú vị với trò chơi cười ra nước với phần dẫn dắt của Imoza Evan. Và chị Thí Kiều không nhịn được cười với màn nói lái bị lỗi của Linh Thảo. Và qua trò chơi này thì chúng ta cũng đã thấy là những giây phút bất ngờ của game show MC bất đắc dĩ của chúng tôi với truyền hình thực tế này. Và các bạn thấy khả năng dẫn dắt của Moza như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách bình luận bên dưới nha. Và đừng quên theo dõi các tập tiếp theo của chương trình sẽ được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Red Eye Media. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời cảm ơn công ty cổ phần nông sản Lan Bi An đã đồng hành cùng chương trình. Và ai sẽ là MC bất đắc dĩ tiếp theo? Hãy đừng quên đón xem nha. Và sau cái buổi chơi ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui khi được công ty tổ chức cho cái sân chơi như thế này. Và mình rất là cảm ơn công ty. Bên cạnh đó mình cũng xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Cảm ơn công ty và mong công ty sẽ có những cái sân chơi khác như thế này nữa. Và về phần MC thì mình thấy MC lần này
nói hơi nhiều, làm mình mất thời gian của các bạn hơi lâu. Vâng, nếu mà mình có góp ý là sẽ tăng thời gian lên nhanh lên một chút. Vâng, mình xin hết ạ. Cảm ơn các bạn. À, lời đầu tiên cho phép Kiều được gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc cũng như là ban tổ chức đã tổ chức cái game show Em Sẽ Mất Đất Dĩ này. Lời thứ hai là gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Lan Bi An đã tài trợ những món quà bổ ích và ý nghĩa. Tiếp theo là về cuộc chơi hôm nay thì thứ nhất là được MC Bất Đắc Dĩ không có được mong muốn đến mời tham gia trò chơi thì cũng bất ngờ và cảm xúc chơi rất là vui. Nhiều khi là mới thì mình chưa có chuẩn bị được những cái tiếng cười hoặc là những cái mà để mình làm cho đội mình có cái sự tự tin hơn, sự tự tin trong cái phần chơi, nhưng mà về sau cũng là tình thế là đội mình cũng thắng cuộc. Và tiếp theo là về MC thì MC đẹp trai, nhưng mà có một cái góp ý nhỏ là khi mà mình thông báo cái thể lệ trò chơi á, thì mình nên thông báo trước khi cho đội chơi người ta làm một cái gì. Nghĩa là mình thông báo trước để đội chơi sẽ nắm rồi bắt đầu sẽ tiếp theo là hình thức chơi. Đó là cái góp ý cho cái MC ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Lời đầu tiên là cảm ơn tất cả các bạn trong cái cuộc chơi ngày hôm nay. Cảm ơn công ty Red Eye, công ty Lambian đã tổ chức cho nhân viên một cái buổi chơi rất là vui vẻ. Thì nói nhiều thì mấy bạn cũng nói hết rồi. Thì về cái bạn MC á, do là bạn mới nên là cả nhà sẽ du di cho bạn và hy vọng những cuộc chơi mới sẽ mời bạn về tiếp để bạn dẫn chương trình có nhiều kinh nghiệm hơn, sôi nổi hơn. Nói chung là rất là vui và cảm ơn MC rất là nhiều. Tuy là bạn hơi có cái nói nhiều chút nhưng mà vui là chính. Yeah. Cảm ơn. Lần đầu tiên mình xin cảm ơn đến nhà ban giám đốc đã tài trợ cái chương trình như thế này để anh em chơi một sân chơi rất là vui, thú vị. Ngoài ra cái chương trình hôm nay gọi là gì? MC bất cứ gì. Game gì? Game cười ra nước. Cười ra nước mà không biết ra nước gì hết trơn á. Nói chung là ra nước trong mồm ra thôi. Nói chung là cũng có mấy cái pha mà bắn này nọ cũng vui lắm. Thì sau chương trình thì mình cũng thấy anh em cũng hòa đồng với nhau, vui. Về riêng phần MC á, đúng là bất đắc dĩ có thiệt luôn á. Mời nhưng mà chưa có kinh nghiệm gì quá trong MC nên các bạn vẫn ủng hộ bạn này nhé. Tuy đẹp trai á nhưng mà vẫn hơi nói nhiều nhé. Dạ dạ dạ. Xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại. Vâng, mình là MC bất đắc dĩ của chương trình. Hôm nay là mình làm MC cho cái trò cười ra nước mắt. Vâng, mình về bản thân MC mình á, thì mình có một chút cái ý cảm xúc như thế này về trò chơi. Trò chơi rất là vui, mang tính giải trí, mang tính quan trọng nhất là đồng đội. Và mình thấy á, mình cảm ơn nhà tài trợ và công ty Mắt Đỏ Red Eye đã tài trợ cho chương trình này để mọi người có cái sân chơi vui vẻ, để mà cùng nhau đoàn kết lại. Và còn về cái bản thân mình thấy MC bất đắc dĩ đây là lần đầu mình làm, mình cũng cố gắng mang lại cái tiếng cười cho mọi người. Đôi khi là trong cái cuộc chơi này là mình chưa có chuẩn bị trước, có những cái nó không được vừa ý các đội chơi như hồi nãy giờ. Vâng, mà mình chỉ nói đến đây thôi. Vâng, xin mời hai đội lại đây và cùng mình chúng ta cùng hô lên nè. Hô cái gì nữa ta? 12 rồi MC ơi. Mình hô là gì đây? 1 2 3 dê nha các bạn nha, đừng có vô mốt nha. Vô mốt. Vâng, mình hô nè, 1 2 3. Yeah. Vâng, cảm ơn các bạn đã cùng xem chương trình. Vâng, cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Sawadika. Và hãy like MC này nha. Ok, và hãy like và subscribe. Và subscribe cho MC. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn.
Và cảm ơn đạo diễn và các bạn quay phim hôm nay. Cảm ơn đạo diễn, vâng. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Ok.